sẽ ép phần ghế này vào trong để chỉnh cho cái phần mũi nhọn này nó đi được thẳng ra đây. Thì ở trên cũng vậy, các bạn sẽ chỉnh cái phần này nè. Đấy, và bên này mình cũng sẽ làm tương tự như vậy nha. Các bạn cũng sẽ ép vào trong. Đấy, ép vào trong như thế này. Đây, và các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình. Đấy, mình sẽ miết cái phần này lại. Đây, các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình nha. Đây, sẽ miết lại cho mình. Về các bạn sẽ gấp lên phía trên để cho nó tạo được cái phần nếp ở giữa này, gấp lên phía trên đấy. Về sẽ gấp lên phía trên như thế này đấy, để cho nó tạo được cái phần nếp nha. Đây, như này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ gấp xuống lại. Tiếp theo thì ở bên này các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Mình sẽ mở ra về biển qua bên này một tí cho mình. Đấy. Ở bên này cũng vậy nha, các bạn cũng sẽ mở ra về biểu bên này một tí cho mình. Đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ đẩy cái phần này lên phía trên. Đấy. Các bạn sẽ đẩy lên phía trên như này cho mình. Sau đó thì bạn sẽ dùng ngón trỏ này ép cái phần giấy này vào trong. Đấy, bạn sẽ ép phần giấy này vào trong. Đấy. Và các bạn sẽ chỉnh ở ngay cái chỗ cái phần mũi nhọn này, mình sẽ chỉnh cho nó nhọn ra. Đây các bạn sẽ mở ra như thế này cho mình. Đây các bạn sẽ chỉnh ra như thế này cho mình nha. Đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cái này ra. Đây. Các bạn sẽ ép cái này vào trong cho mình. Đây, ở ngay chỗ này. Đấy. Mình sẽ nhét lại cho mình. Đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ gắp lên trên. Đây, mình sẽ gắp lên trên như thế này cho mình. Rồi để cho nó tạo cái phần nếp ở đây thôi nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ gắp lên. Sau đó các bạn sẽ gắp xuống lại. Đấy, thì mình sẽ có được một cái phần giấy như thế này nha các bạn. Đấy. Và sau khi các bạn đã gấp được cái phần giấy như thế này rồi đúng không? Các bạn sẽ gấp cái phần giấy này xuống đây, sẽ ra cái phần đỉnh này. Nó sẽ trùng với lại cái, nó sẽ chạm vào cái nếp ở phần giữa này nè các bạn. Đấy, các bạn sẽ gấp vào như thế này cho mình. Đấy, các bạn sẽ gấp xuống như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ miết cái phần này ra cho mình nha. Đấy, các bạn sẽ miết cái phần này ra cho mình. Đây, các bạn sẽ miết cái phần giấy đó ra. Mình sẽ được một cái tờ giấy như thế này nha. Đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cái phần giấy này ra lại. Đấy. Đó, các bạn sẽ mở phần giấy này ra luôn. Đấy. Mở phần giấy này ra. Đây. Thì các bạn sẽ chú ý cho mình. Thì mình sẽ có được một cái phần nếp hình chữ nhật. Mở ra như thế này. Thì có một cái nếp hình vuông ở ngay chỗ này nha các bạn. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ gấp sao cho cái phần giấy đó nó ép xuống phía dưới. Đây, như thế này. Mình sẽ bóp nhẹ về cái phần này. Đấy. Về bên này cũng vậy nha. Các bạn sẽ bóp nhẹ cho cái phần đó nó nổi lên. Đấy, như thế này. Phần này cũng vậy nha. Các bạn sẽ gấp xuống. Đấy. Về bên này mình cũng sẽ làm tương tự như vậy nha. Mình sẽ bóp lại như này cho mình. Đấy. Như thế này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ gấp đi cho cái phần giấy đó xuống phía dưới nè.
Hai các bạn xin chắc từ cái này cho mình. Xin chắc xuống. Bạn sử dụng cái ngón trỏ ở trên nè. Các bạn sử ít cái phần giấy này xuống cho mình. Đấy. Bạn sử ít xuống như thế này. Đấy. Rồi sau đó các bạn sẽ nhét cái phần này lại cho mình nha. Đây là sẽ nhét cái phần này lại cho mình. Đấy. Thì các bạn sẽ nhét nó lại như thế này cho mình nha. Đây, như thế này. Rồi các bạn sẽ nhét những cái phần giấy bên này lại. Đấy. Đây, như thế này nha các bạn.